Chào các bạn, đây là bước cuối cùng sau khi hoàn thiện bức tranh sơn dầu thì họa sĩ sẽ quét một lớp gesso trong lên bề mặt tranh để bảo vệ tranh được tốt hơn. Đây là chân dung hai vợ chồng rất tình cảm do họa sĩ giáo viên Đinh Huy vừa mới hoàn thiện. Và các bạn nhớ là sau khi lớp sơn dầu ở phía dưới khô hết hoàn toàn, khô kiệt hoàn toàn thì các bạn mới được phủ lớp gesso này lên. Như các bạn thấy là lớp gesso này hoàn toàn không có màu mà nó sẽ chỉ là một lớp sơn trong bảo vệ tranh tốt hơn. Lớp gesso này cũng giúp tranh không bị ẩm mốc, không bị bám bụi. Nếu như bám bụi ở trên bề mặt thì các bạn có thể dùng vải lau qua một cách dễ dàng.